Chào các bạn, tôi là Giao Du nhưng là giọng chị Google. Hôm nay lại một tin buồn đến với tôi. Câu chuyện xảy lúc 8 giờ sáng khi tôi đang ngồi nghiên cứu ý tưởng làm video cho hôm nay. Một sự việc đang buồn xảy ra sau đó. Trong khi đang ngồi coi clip lúc 10 giờ chợt tôi muốn vào xem có ai nhắn qua fanpage của tôi. Tôi bất ngờ khi nhận thông báo phiên bản hết hạn. Cứ ngờ đăng nhập lại là xong. Nhưng đời éo như là mơ. Có ai đó đã đổi MK của tôi 2 tiếng trước, tức là 8 giờ lúc tôi vừa bật máy tính. Tôi đã dùng nhiều cách nhưng tất cả chỉ là hư vô, là vô dụng, là sự bất lực trong tiềm thức, là ý chí tan vỡ. Lòng tôi như thắt lại vì số tôi quá nhỏ. Hôm qua thì hư mic, hôm nay thì bay ơ. Thử hỏi tại sao tôi cứ gặp chuyện đen đuổi như vậy hoài. Tò mò cô biết vì sao dù Facebook của tôi đã cài đăng nhập 2 bước mà nó cô hề TB đến email hay SDT của tôi một cái gì. Tôi cũng cô dùng Facebook truy cập link hay là nhắn tin người lạ nào. Bạn bè của tôi chỉ vỏn vẹn trên dưới 100 người gần khu tôi sinh sống. Vậy lý do nào nó mất? Nếu tôi biết thì tôi đâu mất. Tôi đang lo có phải do cài mấy cái cheat file trên máy tính nên nó bị vậy cốt. Tôi sợ sớm mượn kênh YouTube của tôi cũng bay màu vậy nên. Các bạn yêu mến tôi, nếu thấy tôi không ra video thì lúc đó tôi đã bị hack rồi. Đựu vừa đang viết mấy dòng này thì con chuột của tôi tự động chạy. Tôi đoán máy tính hẳn đã bị hack mất rồi, nhiễm virus rồi. Tôi chắc từ nay dẹp dụ fix lag với cái gì liên quân phần mềm thứ ba nhé. Tôi sẽ tìm mẹo hay độ nhạy chính thống để giúp anh em kéo tâm tốt hơn. Dù sao cảm ơn sự đồng hành của anh em. Tôi cũng như qua giọng chị gồ gồ cảm ơn các bạn. Máy tôi tuần hôm nay chiếm này nó khá lắc luôn. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. Hello. If I make Hello. A mistake, Hello. It's called education. Hello. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a yeah. good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Nói tôi này siêu cấp được rốt luôn nè. Game nào cũng được rốt. Bắn thì em được rốt đấy. I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Bắn như khế vậy. Fly, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration.